Thời ký 26 năm lưu đày của Thượng tọa Thích Thiện Minh. Lời nói đầu. Sau 26 năm lưu đày biệt xứ, với hai bản án chung thân của người tù trải qua hơn 1/4 thế kỷ, tôi trở về từ cõi chết được bình an trong sự chào đón hân hoan vui mừng của mọi người thân ruột thịt cốt nhục gia đình của quý chư tôn Đức Pháp Quyến, đặc biệt các tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Hội Ân Xá Quốc tế, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại hải ngoại, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris, các đài truyền thông quốc tế, loan tải phổ biến tin vui. Nhiều đồng bào Phật tử xa gần trong và ngoài nước đã gửi điện thư, điện thoại đến đất Bạc, nơi mái tranh nghèo tôi đang tạm trú, chúc mừng thăm hỏi, tặng quà vật, tịnh tài để tôi điều trị bệnh và hỗ trợ buổi ban đầu lúc mới ra khỏi nhà tù. Trong khi bao người đồng tù khác án phạt tù ít hơn, chẳng may họ không chịu đựng nổi những năm tháng lâu dài bị lưu đày nghiệt ngã, nhục hình trong chốn lao tù cộng sản, nên đành gửi nắm xương tàn nơi đất lạnh mồ hoang, hay đã bỏ xác chốn thung lũng tử thần của cảnh rừng sâu núi thẳm, hoặc nằm rải rác đâu đó trong các nhà tù hẻo lánh xa xôi mà gót chân tôi đã từng in dấu. Máu, mồ hôi của tôi cùng các anh em đồng tù đã đổ thật nhiều tại những nơi tôi đã kinh qua, để ngày hôm nay những mảnh đất cằn cõi hoang sơ được thay thế bởi những con đường thẳng tắp thênh thang, có vườn hoa cây cảnh trông đẹp mắt, những hàng cây to xinh tươi cao phúc, những hàng xoài cành cây nặng bằng triệu quả và những ao rộng mênh mông, những khu nhà khang trang sạch sẽ với những phòng ốc sang trọng có đầy đủ tiện nghi cho những tên giám thị uy quyền ngồi nghênh ngang yên ấm, những nhà kho rộng lớn tích trữ lương thực thực phẩm do chính sức lao động của người tù làm ra, dựng nên những cơ sở vật chất quy mô, thu đạt được biết bao nguồn lợi. Tất cả những thành quả nói trên cũng nhờ bởi công tù. Chắc chắn nơi ấy có biết bao tù nhân chính trị, kể cả tù thường phạm, giờ này đang an giấc nghìn thu. Viết đến đây, tôi còn nhớ vài câu thơ của Hòa Thượng Thích Liễu Minh, nguyên ủy viên Công Cán Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã diễn tả: máu ai đổ xuống đất này để cho dân tộc đêm ngày nở hoa, thân ai ấp ủ sơn hà, anh linh chứng chiếu khúc ca Thái Bình. Khi tôi được trả tự do, thì trong nhà tù vẫn còn nhiều anh em đang ngày đêm sống trong cảnh khốn khó cơ hàn, bị đọa đày trong gom cùm xiềng xích. Có người gần đến tuổi 90, có kẻ đang mắc bệnh tâm thần, và có người bị cảnh mù lòa ở trên 20 năm, nhưng chưa được phóng xá. Mọi người đang khát vọng và mòn mỏi mong chờ niềm tin của ánh sáng tự do. Xác quyết rằng những anh em đồng cảnh ngộ với tôi đang còn ở lại trong tù, họ được quyền hưởng tự do. Ắt hẳn ngày ấy, một ngày vui không còn xa xôi nữa. Các anh em nhiều năm dài đã giải nắng dầm mưa, gian khổ nhọc nhằn, nhưng hầu hết chưa chồm chân mỏi gối, không dao động giảm sút nghị lực, không một chút sờn lòng. Nhiều người vẫn giữ vững tinh thần bất khuất hiên ngang, ngày đêm nung nấu ý chí và hun đúc ngọn lửa nhiệt huyết đấu tranh cho công cuộc cứu quốc tại quê nhà. Trong số ấy, có nhiều người tù lương thức của các tôn giáo, miệt mài, kham nhẫn, không chùng bước trước những gian nguy thử thách, luôn một lòng chung đân đấu cực, kiên quyết đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ngày vào tù, các em tôi còn thơ ấu. Lúc quay về, các em nay đã trưởng thành, tất cả đều có gia thất. Ngôi chùa cổ Vĩnh Bình, một thời tôi từng là tọa chủ, nay đã trở thành một trường trung học đồ sộ với tên Lê Văn Đẩu, tên riêng của một anh du kích đã từng gài mình phá cầu, phá lộ, phá trường. Khu nghĩa trang bên hông chùa dành cho bá tánh chôn cất đã bị chính quyền địa phương đào bới sang phẳng, tạo dựng nên phố chợ xã Châu Hưng, đất ruộng để chư tăng tự túc tu hành, giờ đã được xây cất thành những căn nhà khá thoáng đẹp cho các giáo viên và hiệu trưởng.
Ngôi chính điện nơi thờ Tam Thế Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni đã bị đập phá hoàn toàn, nay chỉ còn trơ lại ấn tích khu nền cũ với những viên gạch lát màu đỏ nâu được nung bằng đất nhuyễn trong dáng vẻ u buồn như chờ đợi hình bóng chủ nhân về. Một vài tu sĩ xuất gia là môn đệ của tôi, sau khi ra tù đã bị chính quyền o ép sách nhiễu, không cho tiếp tục ở chùa, nên họ đã hoàn tục lập gia đình. Khi trở về quê, tôi bỡ ngỡ giữa môi trường xung quanh xa lạ, vì bao cảnh vật đổi thay. Tôi có đến thăm ngôi chùa cũ làng xưa, nhưng ngôi chùa không còn nữa. Con hẻm đi vào chùa, dân chúng xây cất nhà cửa san sát hai bên đường, bản thân là nhà tu, nhưng khi về không có chùa để ở, không có miếng đất cắm dùi. Chính quyền địa phương nhiều lần thúc ép tôi phải đăng ký hộ khẩu chính thức tại gia đình để tục hóa bản thân tôi. Tôi đến thăm viếng quý Phật tử xa gần, thì kẻ còn người mất. Nhiều người đã qua đời, các cụ còn sống hầu hết trên tuổi 70, các cháu bé ngày xưa kế cận, quấn quýt tung tăng lên chùa lạy Phật, đọc kinh, nay đã thành bậc cha mẹ, tay bế tay bồng. Những huynh đệ xuất gia, từng là pháp lữ, là đồng hành thiện tri thức, bao năm cùng tôi sách tấn tu hành, nhiều người nay đã bỏ cuộc, vì nghiệp chướng, vì phúc kém thiếu duyên, vì túc trái túc khiên. Đặc biệt, có người còn đắm say mùi lợi danh cảnh phù vân hư ảo, cho nên mãi lận đận ngụp lặn trong vòng danh cương lợi tòa. Trong số đó, có những kẻ là bậc tôn túc, một thời tôi vô cùng khâm kính, nhưng nay họ theo gió phất cờ, dựa dẫm sức mạnh hung bạo hiểm ác của thế quyền đam mê thế pháp, khiến nhiều lúc tôi đắn đo suy nghĩ, không biết quý ngài có phải là những cán binh cộng sản đã được đảng huấn luyện đào tạo cài cắm vào tôn giáo hoạt động từ lâu cho đảng cộng sản hay không, hoặc là vì quá sợ hãi, thiếu nghị lực, yếu đuối về tinh thần, nên quý ngài không thể đương đầu đối phó với những tình huống khó khăn. Phải chăng quý ngài đã bị đe dọa bách hại, nên phải nương theo và chỉ có con đường, nắng bề nào che bề nấy? Hoặc bản thân quý vị có những yếu điểm đã bị cộng sản nắm tẩy, nên đành cúi mình tuân phục để được an thân? Tôi rất ngạc nhiên bởi quý ngài đã nhiều năm tu hành theo chủ nghĩa từ bi, mà nay lại giác ngộ chủ nghĩa Mác Lênin nhanh quá, cũng là điều quái lạ. Thật vô cùng đáng tiếc, tôi cũng không thể quên những lời phản biện sâu xa một cách rõ ràng của quý ngài truyền giảng mỗi khi có tín đồ Phật tử đến làm lễ quy y Tam Bảo, rằng quy y tăng, không quy y tổn hữu ác đảng kia mà. Những ngày về Bạc Liêu, tôi có nhận xét, số ít tăng ni cũ vẫn giữ gìn thanh quy, nghiêm trì luật tạng, trọn vẹn nếp sống tu hành, hoằng pháp lợi sinh, tiếp tăng độ chúng, còn lại chỉ là một hai vị mặc dầu có lòng từ bi mẫu thế, ngược lại họ kém bản lĩnh, thiếu trí lực dũng mãnh, chỉ duy trì rất hạn hẹp trong cửa cổng của ngôi chùa, vì luôn bị sự kềm hãm, chèn ép, lấn át của Phật giáo do nhà nước thành lập, trực tiếp dưới sự điều hành của tôn giáo vận của Mặt trận Tổ quốc. Nói cho đúng hơn là của đảng, đây là một hiệp hội Phật giáo đang làm chính trị, nhưng lúc nào cũng lên tiếng quy kết chụp mũ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất làm chính trị. Ngoài ra, có khá nhiều tăng chúng xuất gia sau này tại tỉnh nhà tôi chưa quen và tương lai ắt sẽ quen. Những bạn học của tôi trước đây cùng trường, ngoài xã hội, chẳng có mấy người thành công hiển đạt, phần đông chỉ sống cảnh an phận thủ thường. Người mẹ hiền kính yêu nhất đời tôi đã ra người thiên cổ, ngôi mộ song thân được chôn cất cạnh bên nhà, như truyền hơi ấm tinh anh, như nhắn nhủ phải vẹn tròn hai chữ tình thương và huấn hối bốn chữ cốt nhục tình thâm cho các con cháu huấn tập. Cuộc sống các em tôi chỉ tạm qua ngày đoạn tháng trong cảnh thanh bần, nhưng may mắn tất cả đều bình an, thật là tái thế tương phùng, trong ngày trùng phùng sum họp đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi không mong cầu điều gì thêm nữa, hạnh phúc chỉ là sự thỏa đáng, tùy theo tâm trạng, hoàn cảnh trong từng giai đoạn mà mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau về phương diện nhân chi thường tình trong tình cảm gia đình. Là người xuất gia tu học,
Tôi yêu cầu nhà cầm quyền hoàn trả lại tài sản và ngôi chùa để tôi có nơi trang nghiêm thanh tịnh tu hành phù hợp hoàn cảnh. Và hạnh nguyện của kẻ xuất gia, tôi chỉ đòi hỏi một cách công bằng cái gì của tôi xin hoàn trả lại cho tôi. Hôm nay, ngồi ghi lại hồi ký 26 năm lưu đày này, tôi thành kính dâng lên hương hồn cha mẹ, các bậc ân sư thầy tổ đã dày công dạy dỗ giáo huấn tôi nên người. Tôi xin kính cẩn niệm ơn chư thánh tử đạo, các bậc tổ sư, các vị tiền bối hữu công, các vị anh hùng liệt sĩ đã hy hiến đời mình cho sự nghiệp dựng nước giữ nước và bảo vệ tín ngưỡng dân tộc, những anh linh của các tù nhân chính trị đã vĩnh viễn ra đi vào lòng đất mẹ, không trở lại quê nhà, không còn dịp chứng kiến khúc khải ca đón mừng ngày quốc thắng. Bên cạnh đó, tôi cũng thành tâm tưởng niệm cho những ai đã ra đi tìm đường tự do, chẳng may chết trên biển cả, và chia sẻ những nỗi đau thương với gia đình đã có người thân nằm xuống vì thảm họa cộng sản tại quê hương này. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân cộng đồng thế giới, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ông Abdel Fattah Amor, báo cáo viên của Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm về bất bao dung tôn giáo, cùng phái đoàn đã đến tận nhà tù thăm viếng tiếp xúc với tôi vào ngày 24 tháng 10 năm 1998 tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Hội Ân xá Quốc tế London, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ủy ban Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tại hải ngoại, các đài truyền thông quốc tế, Đài Á Châu Tự Do, Đài Quê Hương, trong nhiều năm đã liên tục vận động, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa và lên tiếng mạnh mẽ can thiệp trực tiếp cho việc trả tự do cho tôi và những tù nhân lương thức khác. Tôi trân trọng cảm tạ tất cả những thịnh tình quý báu của các ân nhân đã giúp đỡ về tinh thần hay vật chất cho gia đình cũng như bản thân tôi từ khi còn trong lao ngục hoặc hộ giúp tịnh tài để tôi điều trị bệnh trong những ngày đầu được trả tự do. Tôi đặt bút ghi tập hồi ký này cách đây chỉ trong vòng 3 tháng, trong khi phải lo nhiều công tác Phật sự. Từ ngày ra tù đến nay, thấm thoát đã gần kề một năm, mùa xuân Ất Dậu sắp mãn chu kỳ để trả lại những chuỗi ngày chuyển tiếp cho năm Bính Tuất, đứng lên điều khiển bộ máy thời gian. Bức tranh Vân Cẩu trong cung oán ngâm khúc cho thấy sự biến đổi khôn lường của cuộc đời. Năm Bính Tuất cũng là điềm báo trước, Tuất Hợi phục sinh, con chó trung thành sẽ quay về tìm chủ. Nhân dịp xuân về, tôi xin chân thành kính chúc quý chư tôn đức pháp quyến, quý Phật tử, quý tôn giáo bạn, quý ân công thân hữu, quý đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, một năm mới an vui, lợi lạc và phúc lộc kim toàn. Đầu xuân Bính Tuất năm 2006, Thích Thiện Minh. Chương 1. Thời thơ ấu. Tôi tỳ kheo Thích Thiện Minh, thế danh Huỳnh Văn Ba, sinh ngày 29 tháng 8 năm 1955 tại xã Vĩnh Lợi, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Thân phụ là Huỳnh Văn Cầm, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Khéo. Tôi có 7 chị em, chị gái lớn thứ hai, em gái kế tôi thứ tư và 4 em trai. Tôi xuất thân trong gia đình đạo đức, cha tôi có lòng nhân hậu, tánh tình rộng rãi hay giúp người. Mẹ tôi là một người đàn bà hiền thục, mẫu mực, vất vả quanh năm vì chồng vì con cho đến cuối đời. Song thân tôi vốn là tín hữu đạo Cao Đài, trực thuộc Tòa Thánh Tây Ninh. Phụ mẫu tôi thường đi lễ bái ở thánh thất hoặc ở các đền chùa trong những ngày tam ngương tứ quý. Từ bé tôi đã được sự hấp thụ giáo dục và uốn nắn của gia đình, đặc biệt là sự nghiêm huấn của phụ thân. Cha mẹ tôi có một thời phải rời nơi chánh quán Bạc Liêu để tha hương lưu lạc, lập nghiệp nơi xứ lạ quê người, tận đến tỉnh Trà Vinh, còn gọi là tỉnh Vĩnh Bình. Hai chữ Vĩnh Bình cũng là tên của ngôi chùa Vĩnh Bình tôi làm trụ trì cách đây 26 năm về trước tại tỉnh Bạc Liêu. Tên ngôi chùa là để ghi nhớ lại những dấu ấn mang nhiều kỷ niệm của những ngày thơ ấu, khi tôi bắt đầu tập tỉnh đi chùa lạy Phật, đọc kinh. Tôi xin lược thuật lại câu chuyện sau đây. Năm lên 6, lên 7 tuổi, tôi còn nhớ ở nơi đây,
ngang nhà tôi trong làng thuộc ấp Long Bình, xã Phú Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Bình, có một người chị hàng xóm tên là Điệp, khoảng trên 20 tuổi. Hàng đêm chị thường dắt tôi cùng vài bạn trẻ trong xóm, trạc tuổi tôi, đi ngang những hàng cây còng, loại cây cổ thụ lâu đời, cành lá xum xuê, dưới gốc cây tùm có dại, trông rất rợn người, nhất là về ban đêm, rồi còn phải qua dốc đầu cầu Long Bình để đến chùa Long Khánh đọc kinh lạy Phật. Chính tại nơi đây, tôi được xem bộ phim Lược Sử Đức Phật Thích Ca từ sơ sinh cho đến thành đạo, được chùa Long Khánh tổ chức trình chiếu nhưng những mùa Phật đản hàng năm. Tôi thường đi theo xe hoa cùng hàng đoàn người đi rảo khắp các ngã đường trong tỉnh lỵ. Từ bé tôi đã cảm thấy thích thú say sưa khi nghe tiếng tụng kinh rất thanh thoát với giọng trầm bổng của quý cô, quý thầy, và tiếng mõ với những âm thanh đều đặn, tiếng chuông ngân nga êm ái, làm lắng động cả tâm hồn. Khói hương nghi ngút xông lên, bay lượn trong một khoảng không gian thu hẹp, phảng phất, thoang thoảng mùi trầm. Dưới mái chùa trang nghiêm thanh tịnh, bên cạnh những pho tượng từ bi của chư Phật và những hoa văn tinh xảo của bốn chữ Đại Hùng Bửu Điện, hòa lẫn với những nét kiến trúc độc đáo của ngôi chùa cổ hơn trăm tuổi, càng làm tăng thêm vẻ cổ kính tôn nghiêm. Bá tánh thập phương đến viếng chùa khi nhìn thấy cảnh trí, cảnh sắc, cảnh quan của ngôi Tam Bảo, thì tự nhiên cảm thấy lòng mình như thoát tục, sẽ giải trừ bớt những đam trượt của cuộc đời và quên đi phiền não, muốn huân tập đạo lý, giữ gìn phẩm hạnh, quyết tâm tu học bằng trí tuệ tự giác tự tỉnh trong niềm vui đạo vị để mong sớm thoát khỏi cảnh bể khổ trầm luân. Đặc biệt lúc còn bé, tôi nhìn chiếc áo nâu sồng sao mà đẹp quá và tự nhiên muốn mặc quá. Tôi có ý nghĩ trong lòng và ước mơ thầm kín, ước gì sau này mình sẽ được đi tu. Nhưng có điều ngại ngại là mỗi khi đến chùa, trông thấy ông thầy trụ trì, thì tôi né tránh không dám đến gần, không dám nhìn thẳng mặt thầy. Lúc ấy tôi sợ lắm vì thầy trụ trì có hàm râu quai nón, đôi mắt sáng quắc như hai vì sao, trong nét mặt cử chỉ và cách nói năng rất từ tốn, điềm đạm và nghiêm trang, oai nghi tế hạnh, ít đùa cười. Lúc đó tuổi thầy ước chừng khoảng 40-50. Tôi nhớ mang máng dường như pháp danh của thầy là Thích Hoằng Thông. Nếu giờ này thầy còn xin tiền, ắt là vị đại lão hòa thượng khoảng chừng 80-90 tuổi. Thế rồi thời gian vài năm sau, song thân tôi lại rời tỉnh Vĩnh Bình về quê Bạc Liêu. Tôi cũng từ giã con đường mòn cũ của những ngày thơ ấu cấp sách đến trường. Tôi đến chào thầy, chia tay bạn cùng lớp và từ biệt người chị hàng xóm kính yêu, và cũng không quên chia tay vài người bạn trẻ thân thiết thường rủ nhau đi chùa lễ Phật hôm nào. Tôi cảm thấy có một nỗi buồn rười rượi, rộn rạo, xao xuyến trong lòng khi phải rời xa nơi có nhiều kỷ niệm lưu luyến, mến yêu. Tôi đến nhà chào chị lần cuối trước khi xuống ghe cùng cha mẹ theo dòng sông Cửu Long xuôi thuyền về đất Bạc. Chị ôm tôi vào lòng, tôi bật khóc, nét mặt chị buồn và mí mắt như long lanh những giọt lệ cảm mến yêu thương. Chị khuyên tôi, có về Bạc Liêu, em hãy cố gắng học hành, sống phải có hiếu với cha mẹ, thương yêu anh chị em trong gia đình, lễ phép với bà con lối xóm, và nhất là đừng quên đi chùa lạy Phật, đọc kinh, nếu có chùa gần nhà là tiện nhất, em nên đến thường xuyên. Chị còn nói, khi nào có dịp về Vĩnh Bình, em nhớ ghé nhà chị hoặc gửi thư thăm chị nhé. Riêng chị trong tương lai nếu có đủ cơ duyên, có lẽ chị sẽ xuất gia. Em nhớ niệm Phật Di Đà mỗi đêm trước khi đi ngủ, hoặc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để Phật phò hộ cho mình. Từ đó đến nay, tôi chưa có lần về lại chốn xưa, không biết giờ này chị đã xuất gia hay còn ở dưới mái gia đình. Tôi tin tưởng rằng chị luôn giữ vững niềm tín, hạnh, nguyện, bồ đề tâm kiên cố, cho dù chị chưa xuất gia để trở thành bậc giáo thụ thiện tri thức đi nữa, chắc chắn hiện nay chị vẫn là một Phật tử thuần thành, một trong những người ngoại hộ thiện tri thức, một đàn Việt thiện tâm, góp phần hưng long cho Phật đạo để xiển dương chính pháp. Câu chuyện thật trên đây
là những kỷ niệm nhỏ của tuổi thơ, nhưng mãi ghi nhớ trong tôi suốt cả cuộc đời tu hành. Tôi muốn nói lên tiếng nói cảm ơn chị, nhờ chị mà em nay đã và đang là kẻ xuất gia, đang dấn thân trên con đường giải thoát. Em đang mặc chiếc áo nâu sòng, chiếc áo của Như Lai, ở trong tòa nhà Như Lai, đang tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự. Thưa chị, em đang là sứ giả của Như Lai, đang đi trên con đường tìm chân lý đây, và bằng một tấm lòng chánh tín để thấu hiểu chánh pháp, nhằm phục sự cho chánh đạo. Hôm nay, ngồi ghi lại những trang hồi ký, tựa đề Hồi ký 26 năm lưu đày, nên ít nhiều phải sơ lược về tiểu sử của mình, trong đó có những bước khởi đầu của cuộc đời tu học. Ắt hẳn em không quên chị, và em tưởng chừng như chị đang ngồi trước mặt em đây. Em cố nhớ lại đầy đủ những lời chân tình chị khuyên bảo và cố hình dung chiếc áo tràng màu nâu sẫm mà chị thường mặc trong những ngày đi chùa lễ Phật, trông rất dịu hiền. Và mỗi khi chị cầm tay em dẫn đi trên con đường mòn sỏi đá năm xưa. Trong thời gian trở về cố quán Bạc Liêu, tôi còn nhớ song thân tôi thỉnh thoảng đưa tôi đến thánh thất cao đài Bạc Liêu trong những ngày lễ lạc cúng bái. Cha tôi dạy đọc kinh, nhưng tôi lại thích tham gia sinh hoạt trong nhóm gia đình Phật tử. Tôi rất thích đội chiếc nón hướng đạo. Lúc đó tôi cho là đội chiếc nón ấy trông vừa đẹp vừa hiền. Tôi thường đến chùa lạy Phật, đọc kinh hay đi lạy sám hối trong những ngày sốc, vọng. Tôi vừa học giáo lý tại chùa, vừa đi học chữ phổ thông bên ngoài. Tôi học rất chăm giỏi, thường xuyên phải đạt từ hạng nhất, kém lắm là hạng ba của mỗi tháng học, và luôn được lĩnh phần thưởng cuối mỗi năm. Tôi rất kén chọn bạn để tiếp giao, để trao đổi việc học hành. Túc phúc thay, duyên lành đến, tôi đã quy y Tam Bảo, và chẳng bao lâu sau đó, tôi xin phép mẹ cha được thí phát xuất gia, cắt ái từ thân, và kể từ đây, chính thức cuộc đời tôi bước sang một trang mới, một con đường đầy hương hoa của đạo giác ngộ giải thoát. Sự tu hành của tôi rất tinh tấn, tôi đã được tham dự nhiều khóa học Phật và kiết hạ an cư hàng năm. Tham dự liên tiếp mấy khóa huấn luyện trụ trì từ Bạc Liêu cho đến Sóc Trăng, được nhiều cao tăng thiền đức chỉ giáo. Tôi thọ giới Sa Di năm 1972 tại chùa Long Phước, Bạc Liêu. Lúc ấy Hòa Thượng Thích Đổng Minh còn mặc áo thiên sam nâu. Ngài từ Nha Trang Sài Gòn đến Bạc Liêu được cung thỉnh làm đệ nhất tôn chứng, và tôi thọ cụ túc giới tại giới đàn Thiện Hoa, nơi tổ đình chùa Ấn Quang năm 1977 do Hòa Thượng Thích Trí Thủ, nguyên viện trưởng Viện Hóa Đạo làm đàn chủ, và Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ, đương kim Phó Tăng Thống, tức Sa Môn Lê Phước Bình, làm chứng minh đạo sư. Nói tóm lại, trong thời gian tu học, tôi được bổ nhiệm về làm chủ trì tại ngôi chùa Vĩnh Bình. Lúc tôi còn rất trẻ, chỉ mới 17 tuổi thôi, nên sự thông hiểu kinh, luật luận của tôi còn hạn chế. Tôi làm trụ trì, nhưng chỉ là chú Sa Di, chứ lúc đó tôi chưa đủ tuổi thọ tỳ khưu giới. Ngôi chùa tôi trụ trì tọa lạc tại ấp Cái Dày, xã Châu Hân, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Bởi vì còn quá trẻ cho nên huynh đệ hay gọi tôi là tu sĩ sữa, còn đồng bào Phật tử xa gần họ gọi tôi đủ cách, có người gọi bằng huynh, có người gọi bằng thầy, có người gọi bằng ông đạo, và có người gọi bằng cậu, bằng con, bằng cháu nữa. Tôi từng bước điều chỉnh một cách khéo léo và tế nhị để mọi người thống nhất cách xưng hô. Bước đầu về chùa, tôi vừa tu, vừa mở trường dạy học, và còn phải tiếp tục học phổ thông cho đến khi tốt nghiệp. Sau đó, vì nhu cầu thiết thực của địa phương, tôi bắt đầu tham dự khóa 18 tháng Nam Y Dược và châm cứu do Đông Y Dược sĩ kiêm châm cứu sư Trần Bá Lân nhiệt tâm truyền dạy. Khi mãn khóa học, tôi trực tiếp điều hành phòng mạch hút thuốc nam và châm cứu tại chùa Vĩnh Bình cùng với các môn đệ để điều trị bệnh giúp cho đồng bào, Phật tử xa gần. Song song đó, tôi còn được mời phụ trách cả ngôi chùa Vĩnh Bửu tại ấp Trà Văn, xã Châu Hưng. Ngoài ra, tôi có thiện duyên được Hòa Thượng Thích Thiện Định, chùa Lộc Hòa,
tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, ngỏ lời nhận làm trưởng tử nối nghiệp truyền thừa, lại vừa cố vấn và hướng dẫn bộ mạch đông y chăm cứu cho đại đức Thích Thiện Tâm, là huynh đệ của tôi đang trụ trì tại chùa Khánh Lâm, xã Tuân Đức nữa. Tôi đang bận rộn công việc Phật sự liên miên thì nhận thêm quyết định phân công của Hòa Thượng Thích Trí Đức đến khai mở phòng thuốc nam, chăm cứu và giảng dạy giáo lý hàng tuần cho quý Phật tử tại chùa Từ Quang, ấp 1, cây Gừa, xã Thạnh Bình, huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải. Chính hoàn cảnh ấy tôi phải đình hoãn học phổ thông nên không thể lên thành phố tiếp tục việc học được và tôi bắt đầu học hàm thụ tại trung tâm Vì Sao ở Sài Gòn. Tôi học chuyên khoa báo chí, bài vở được nhà trường gửi về tận chùa rất đầy đủ qua đường bưu điện, có cả những tài liệu chuyên nghiệp của các ký giả và phóng viên quốc tế. Hôm nay sẵn tiện trên trang mở đầu giới thiệu sơ lược về tiểu sử bản thân, tôi xin trần thuật lại tâm tư của mình về một sự việc rất ấn tượng diễn ra một vài năm trước năm 1975 có liên quan đến tôi trong thời gian làm trụ trì tại chùa Vĩnh Bình như sau. Vào thời điểm tôi đang học hàm thụ về khoa báo chí, cho nên tôi thường xuyên đọc các loại báo để cập nhật phương pháp viết bản tin, ký sự, phóng sự điều tra, phóng tác, tùy bút, bình luận. Một hôm, tôi đọc đến một giới thiệu các tác phẩm mới vừa xuất bản, tôi chợt nhận ra một tập thơ với tựa đề Khói Lửa 20 của nhà thơ Lý Thụy Ý, sẽ dành tặng miễn phí, ưu tiên cho một số độc giả biên thơ về sớm nhất theo địa chỉ. Thật là thiên tài giai kỳ, dịp may hiếm có, tôi vội vàng biên thư, hỏi xin tác giả. Lúc ấy thật tình tôi không biết nhà thơ là nam hay nữ để gọi cho đúng cách xưng hô, vì chữ lót giữa nếu là thị thì dễ nhận, còn chữ thụy thì khó phân biệt, bởi nam giới cũng có nhiều người dùng chữ lót này. Tôi phải đắn đo suy nghĩ để chọn từ cho thích hợp, cho dù tác giả thuộc giới nào cũng không bị sơ suất, nên tôi chỉ viết chung chung là. Tình cờ đọc được tin trên báo, tôi thấy nhà thơ giới thiệu tập thơ tựa đề Khói Lửa 20 vừa mới xuất bản, đặc biệt sẽ dành tặng ưu tiên cho những độc giả biên thư về sớm nhất. Tôi là nhà tu nhưng rất hâm mộ thi ca, nay mấy lời xin nhà thơ hoan hỷ thi ân cho tôi một thi tập để học những thi pháp, tham khảo những thi tứ, ngâm vịnh những thi khúc và thưởng thức những thi vị của thi nhân. Xin kính gửi đến thi sĩ lời chân thành cảm ơn và cầu chúc mọi sự an lành, muôn điều phúc lạc. Tác giả nhận được thư của tôi không biết có buồn cười hoặc cảm thông cho một ông sư vụng về hay không, mà khoảng một tháng sau, tôi nhận được tập thơ của tác giả gửi về tới tận chùa. Lúc này thì quá bận nhiều công tác Phật sự nên tôi vô tình không viết thư cảm ơn hồi âm đến tác giả. Đây là một điều thiếu sót đáng trách. Mãi hơn hai tháng sau, tôi tiếp tục nhận thêm một tập thơ nữa. Lúc bấy giờ, tôi rất lấy làm xấu hổ về sự khuyết điểm của mình, nên không chần chừ thêm phút giây nào nữa. Tôi bèn biên thư hồi âm và xin lỗi ngay. Tôi hy vọng tác giả sẽ nhận được sự hồi âm của tôi. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi thấy tác giả là người rất đáng mến mộ và trân trọng. Thời gian hơn 30 năm sau, cho đến khi tôi được thuyên chuyển từ nhà tù Xuân Phước, tỉnh Phú Khánh về trại giam Z30A, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, tôi có duyên tiếp xúc với hai nhà văn Bác Doãn Quốc Sĩ và ông Hoàng Hải Thủy. Hai vị có giới thiệu nên tôi mới nhận ra tác giả Lý Thụy Ý của tập thơ Khói Lửa 20 mà hồn thơ tôi rất tâm đắc là một nữ thi sĩ tài hoa. Hôm nay, ngồi tại tư gia, ghi lại mấy dòng hồi ký này, chứ không phải tại mái chùa xưa, nơi đón nhận tập thơ thuở trước. Lòng tôi cảm thấy mang mát, bồi hồi, một nỗi niềm hoài cảm với những thi sĩ có những vần thơ dạt dào rung động ngày xưa của một thời đã qua. Cho dù tôi chưa có dịp tiếp kiến với nữ thi sĩ, cũng như hơn một phần tư thế kỷ, tôi bị giam hãm trong chốn lao tù, thì tập thơ hay có nhiều kỷ niệm kia cũng âm thầm, buồn lặng, mai một trôi theo dòng thời gian, nay không biết đã về đâu.